Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ đến cùng với các bạn trong một phần chia sẻ nỗi khổ đau của người vợ khi có chồng đang yêu kẻ thứ ba. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự của người vợ đó nhé. Chị ơi, vợ chồng em bằng tuổi nhau và lấy nhau được 14 năm rồi chị ạ. À. Vợ chồng em có hai trai một gái. Chồng em là người làm sổ đỏ và buôn bán bất động sản. Em ở nhà thì chăm ba đứa con và làm thêm một số công việc khác. Công việc thu nhập thì không cao. Kinh tế chủ yếu là do chồng em quyết Năm 2021 á, Sốt đất chồng em có xây Cho em trai của anh Và ông bà ngoại em à, Sau đó còn bao nhiêu tiền Thì anh đầu tư vào đất hết Năm 2022 chồng em ngoại tình với người bỏ chồng Mà cũng làm cái ngành Buôn bán bất động sản giống như chồng em Họ ngày càng gắn bó với nhau Khi em biết thì Họ đã được nửa năm rồi Và ấy Và cô ấy cũng đã có thai À, nhưng mấy tháng sau thì hỏng à, chồng em chở cô ấy đi bệnh viện và chăm sóc em có nói chuyện với anh em bảo anh có ba đứa con rồi sao anh còn muốn có con riêng nữa Anh nói là những việc anh làm thì anh tự chịu trách nhiệm đó em kể tình hình vợ chồng em cho chị nghe như thế à, Lúc mới đầu á em biết cái chuyện anh ngoại tình anh còn dỗ sành xin lỗi nhưng vẫn tiếp tục em hỏi là anh chọn ai thì anh nói là anh không muốn bỏ ai hết đến giờ một năm trôi qua rồi họ vẫn tiếp tục và công khai với nhau anh coi cô ấy như là vợ hai gia đình cô ấy như là gia đình của anh ấy vậy họ vẫn cố gắng có con với nhau anh vẫn có trách nhiệm đưa tiền cho em để nuôi con vẫn đối xử tốt với mẹ con em nhưng có điều làm em thấy là anh có vẻ coi thường em không coi trọng gia đình và các con anh ngang nhiên Chở cô ấy đi làm đi chơi công khai giới thiệu với mọi người là vợ của anh ấy anh không coi em ra gì anh là người sống tình cảm phóng khoáng lo cho mọi người nhưng chuyện anh công khai như vậy là em không có chấp nhận được em mong chị cho em lời khuyên có nên giữ cuộc hôn nhân này không à, chị đọc như vậy thì có dài quá hay không à, đây là những cái vấn đề liên quan đến ngoại tình thì em nói là như vậy em ở nhà trông con và làm thêm công việc chỉ được một tháng vài triệu thôi à, và trước đây thì em cũng chỉ ở nhà trông con chứ không làm việc gì khác chồng em muốn có cả vợ lẫn bồ không hề giấu giếm chẳng hề kín đáo công khai luôn cho thiên hạ biết giờ đi đâu mọi người cũng hỏi em và chồng đồn đại anh coi gia đình em và tôn trọng em thì sẽ không công khai như thế em nghĩ mà tức ấm ức lắm anh ngang nhiên chở bồ công khai ngoại tình như vậy thì em à, còn mặt mũi nào nữa em không làm được gì cả à, vì em cũng không dám bỏ ba đứa con họ làm ra nhiều tiền nên khinh thường em trước giờ em ở nhà hay làm mấy triệu thôi thì bị coi thường chồng em vẫn có trách nhiệm với gia đình đưa tiền cho em nuôi con chồng em nghĩ đưa tiền cho em là xong à, bây giờ chồng em muốn đi đâu thì đi em khỏi phải quản. Chồng em coi cô ấy như vợ hai ngày nào cũng chở nhau đi ăn, đi làm việc cùng với nhau. Họ lại còn muốn có con với nhau nữa. Cô ấy bỏ chồng và mua nhà gần nhà chồng em, cách đó có mấy cây số thôi. Anh muốn em sống chung chồng, nếu không chấp nhận được thì thôi. Ngày nào cũng ở nhà cô ấy đến đêm mới về, nhiều lần còn ngủ qua đêm ở nơi đó. Chồng ơi, chồng em có tình cảm sâu đậm với cô ấy mà cũng thuộc cái dạng chán cơm thèm phở anh không bỏ vợ con nhưng vẫn có trách nhiệm và thoáng về tiền bạc nhưng lại ngang nhiên công khai như vậy thì em cũng khó ở được lắm mọi người thấy em như vậy họ cũng dị nghị đồn đài chắc họ nghĩ em ngu đần chồng em như vậy mà vẫn ở không làm gì hai người họ theo chị thì em có nên xuống nhà nói chuyện với cô ấy và bố mẹ cô ấy không em biết là xuống đó em là người yếu thế em cũng chẳng làm được gì cả chỉ nói chuyện với chồng anh không chịu bỏ cô ấy thì em phải chịu mọi người thì bảo em quá hiền em có nên dẫn ba đứa con xuống tìm bố cho người ta biết uh, cho dơ mặt anh ta hay không cô ấy cũng xui chồng em uh, đưa tiền cho vợ ít thôi tức là người thứ ba nói với chồng em là đưa cho vợ ít tiền thôi cô ấy là người thứ ba thì hơn em hẳn về mọi mặt bây giờ em không biết làm như thế nào em cũng đã đi học lớp chữa lành rồi nhưng mà nghĩ đến chuyện chồng em công khai chở người ta đi ngoài đường như vậy thì em đau mà em ức lắm em ấm ấp lắm chị ạ à, chồng em công khai như vậy rồi đến lúc họ có con với nhau thì sao chồng em và cô ấy chung với nhau rất là nhiều mảnh đất và cho cô ấy đứng tên nhiều lúc thấy chồng công khai như vậy em cũng muốn bỏ về nhà ngoại ở em định sang tháng cho con em về ngoại và học ở dưới còn tiếp tục sống mà mọi người bàn tán dị nghị thì em đau đầu mong chị giúp em với đây là cái phần tâm sự của cô ấy chia sẻ đến với tôi đương nhiên là trong cái lúc mà cô nói chuyện á thì tôi cũng đã hỏi cô nên cô mới ra những cái uh, câu uh, chuyện tiếp như vậy thì tôi đọc và uh, liên một mạch như vậy để các bạn uh, nắm bắt được cái tâm lý và cái suy nghĩ của cô bây giờ chồng của cô đã công khai với người đàn bà kia và có một lần người thứ ba đó À, mang thai đôi rồi sau đó lại hỏng thai rồi bây giờ họ cũng đang cố gắng để có con với nhau mặc dù em là vợ nhưng mà họ coi như em không thấy ở đây á, thì tôi nhận ra hai vế em nói rằng em vì con mà không thể bỏ chồng đúng không nào nhưng mà tôi thấy là em vì con thì ít mà em vì ghen thì nhiều mà khi mà em nói vì cái yếu tố em ghen á thì là em vì em chứ em không hề vì con Bây giờ chúng ta phân tách rõ ràng Nếu em vì con là em không vì em Nếu em đã vì em thì em không vì con Em đừng có lấy lý do là em vì con Mà ghen tuông với chồng Là không đúng, con em nó không có hề ghen ha Con em nó không hề biết ghen Nếu em vì con em Thì em sẽ không còn nghĩ Là chồng em đi ngoại tình hay không Bởi vì chồng em sống có trách nhiệm Em cứ sống như vậy là chồng em chu cấp tiền Để em nuôi con, em đừng có ghen tuông Em cứ sống như vậy là cuộc đời em sẽ bình yên Và cứ như thế mà nuôi con nếu mà một số người phụ nữ sẽ không chấp nhận cái cách này á thì trong cái hoàn cảnh chồng các bạn đang mê đắm người thứ ba các bạn không làm được gì hết. Tôi nhấn mạnh với các bạn vậy đó. Trừ khi nào, trừ khi nào các bạn có tiếng nói, có thế lực với chồng, chồng các bạn còn nể các bạn, chồng các bạn còn xem trọng các bạn thì tiếng nói của bạn mới lọt vào tai chồng được. Còn khi mà người đàn ông đã mê đắm người thứ ba đến mức như thế, người đàn ông đó không muốn dừng lại Người đàn bà thứ ba cũng chẳng sợ các bạn Người ta không thèm tấn công các bạn Tức là sao? Tức là các bạn không phải là đối thủ của họ Những người vợ nghe tôi nói rõ này Nghe thì rất là buồn Nhưng mà các bạn cũng phải hiểu ra Cái vấn đề nó ở chỗ này Tôi rất là hiểu tâm lý khổ sở của các bạn Nhưng mà để si mê yêu chồng đến một mức cuồng điên ghen tuông đến mức mà đau đầu khổ sở bệnh tận thì cũng là một cái loại nghiệp chướng của những người đàn bà làm vợ các bạn nhé để mà trở thành một người phụ nữ bớt yêu chồng mình phải có cái cái cuộc sống yêu chính bản thân các bạn đừng có rình rập chồng tôi đã từng nhiều năm tư vấn cho các người vợ tôi thấy và tôi cảm nhận được cái nỗi đau của người vợ khi mà ghen tuông với chồng không ăn được không ngủ được đứng ở cửa chờ chồng về cứ nghe thấy tiếng xe máy là linh cảm chồng mình sắp về chạy ra rồi lại hụt hẫng chạy vào cả đêm thao thức khi mà chồng đang yên giấc vui vẻ bên người thứ ba còn cái nỗi đau nào hơn như thế chính những người làm vợ tôi nói thiệt đó nghe nói đến đây chảy trào nước mắt vì hận vì ghen vì tức nhưng mà xin thưa với các chị rằng đối với một người mà không yêu các chị các chị không nên khổ tâm vì họ đến mức mà điên khổ hật đến như thế phải nói rằng cái cơn ghen của người đàn bà làm vợ nó kinh khủng lắm khi mà thấy chồng mình bất chợt không yêu mình mình đẻ cho chồng ba đứa con rồi mình hết lòng vì chồng từ trước giờ mình trung thủy với chồng mình không có sai trái mình nghe lời chồng chứ không phải là mình hỗn hào hay là mình đánh bài đánh bạc hay mình hư thân mất nết mà bây giờ chồng mình quay mặt yêu một người thứ ba vậy lửa hận trong tâm hồn của người đàn bà rất là lớn cuồng ghen đau đớn khổ sở vô cùng chỉ muốn chết đi thôi chỉ muốn phá nát cái gia đình này thôi bởi vì không tìm thấy cái gọi là cái kim chỉ nam để mà sống tiếp nữa nhưng mà các chị nghĩ nè bây giờ các chị làm như vậy á nó cũng không được cái gì các chị cũng phải nghĩ là đến cái lúc mà cái gia đình của các chị gặp vấn đề thì các chị phải xử lý như thế nào từ trước giờ các chị sống với nhau mười mấy năm với ông chồng đó với những đứa con trong một cái ngôi nhà đó mình chưa gặp sóng gió lần nào thì đây là sóng gió lần đầu tiên thì mình xử lý ra làm sao chứ không phải lúc mà mình hoảng loạn là mình làm mọi thứ nó vỡ nát mọi thứ nó nát be nát bét dưới bàn tay của các chị hoặc là các chị tiêu cực hủy hoại hoặc là nghĩ ra cách đánh ghen hoặc là uh, làm cho mọi việc nó rối lên trong tình huống của bạn nhé bạn nhé tôi biết là bạn đã rất là đau khổ bạn đã đi tư vấn bạn đã đi học cái lớp chữa lành rồi bạn học thầy này thầy kia bạn có kể tôi nghe thì tôi cũng tôn trọng bạn thôi thì bạn hợp với ai thì bạn đi tư vấn người đó tôi vẫn tin rằng những người mà chữa lành cho bạn á họ cũng mang một cái tâm rất là thiện lương muốn cho bạn bớt khổ đau nhưng mà bạn vẫn chưa thật sự thoát ra khỏi được cái mớ bỏng bong và cái sự ghen hờn nó quấn quanh bạn bởi vì sao bởi vì bạn vẫn còn yêu chồng là thứ nhất cái thứ hai nữa là bạn cảm thấy rằng bạn so sánh mình với người thứ ba kia bây giờ tôi nói thẳng vào nội dung của bạn nè bạn không cần phải dẫn đứa con về ngoài bạn cứ sống như thế bạn phải nghĩ rằng anh ta ngoại tình anh ta có trách nhiệm nuôi bạn và nuôi những đứa con cho đến khi trưởng thành rồi đến khi mà trưởng thành á, thì bạn có thể là sống tiếp với anh ta cũng có thể là anh ta sẽ bỏ người thứ ba kia hoặc là anh ta sẽ bỏ bạn luôn để đến sống với người thứ ba đó bây giờ trong cái tình huống anh ta muốn rằng là anh ta có hai người phụ nữ nếu bạn không chấp nhận được thì thôi thì cái vấn đề ở đây là do bạn quyết định bạn nghĩ như thế nào về việc này bạn thấy rằng ở à, cái cách anh ta làm như vậy bây giờ bạn cần tiền để nuôi con bạn xem anh ta như là một người bạn thân bạn không còn yêu anh ta nữa bạn làm cho bạn đừng có yêu người ta nữa bạn làm cho bạn đừng có lệ thuộc đừng có phụ thuộc vào anh ta nữa bạn đừng nghĩ anh ta là chồng của bạn bạn nghĩ trước đây anh ta đã từng là chồng của mình anh ta đã từng có trách nhiệm yêu thương bạn cách đây mười mấy năm ha còn bây giờ anh ta đang dần dần không còn yêu bạn anh ta không còn là chồng của bạn nữa và bạn cũng bớt yêu anh ta đi hãy tập cho mình cái cách sống đừng có lệ thuộc vào người đàn ông đó hãy tập cho mình cái cách sống riêng lẻ độc lập không phụ thuộc vào người đàn ông đó hãy suy nghĩ rằng nếu mà trong cuộc đời của bạn không có anh ta thì bạn sẽ sống như thế nào còn cái chuyện mà bạn đi gặp người thứ ba đó thì tôi cũng hỏi bạn rồi đó em đi gặp người thứ ba đó em có nghĩ rằng cái người thứ ba đó người ta biết em là cái người phụ nữ đã có ba con người ta biết rành em rồi người ta cũng không muốn đối đầu với em vì sao em thua kém người ta quá người ta đâu có thèm đấu với em người ta chỉ nắm chồng em thôi người ta quay chồng em thôi chồng em đã để cho họ đứng tên tài sản nhà đất điều đó chứng tỏ là chồng em lệ thuộc người ta em hiểu không và chồng em yêu người đàn bà đó nên là chồng em mới để tiền cho người đàn bà đó nắm cái sai của em ở đây là em không nắm được tiền của chồng em các bạn phải hiểu như thế này nè ai là người nắm tiền được của người đàn ông thì người đó là cái người trên quyền người đàn ông và người đàn bà nào mà nắm được tiền của đàn ông thì khả năng cao là người đàn ông nó dưới chướng người đàn bà đó. Bạn mới có cái quyền được nói và người đàn ông đó sẽ nghe bạn. Đừng có nghĩ rằng đàn ông nắm tiền trong tay là sẽ yêu thương các bạn. Đó. Sai lầm. Các bạn không làm chủ được họ thì các bạn không có quyền cầm cương họ. Nói rõ vậy đi. Bây giờ trong cái tình huống chồng em như thế thì em làm sao? Bây giờ em cảm giác như là chồng em là cái người không coi trọng em Em muốn gặp người thứ ba để mà nói cho người thứ ba biết Hoặc là làm xấu mặt chồng em, làm dơ mặt chồng em Vậy cho tôi hỏi là sau khi em làm cái điều đó xong Chồng em có yêu em hơn không? Chắc chắn là không Chồng em sẽ ghét em hơn Và chồng em lấy cái cớ đó càng ngày càng xa lánh, càng hắt hủi em thêm Và em sẽ thiệt thòi hơn trong mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc, tình cảm Và cả cái cách đối nhân xử thế của em như vậy là không hợp lý Cái chuyện chồng em ngoại tình mà cả xóm biết đến mức mà anh ta chở người thứ ba kia đi ăn rồi đi chơi, có nghĩa là ở bên nhà người thứ ba luôn rồi ngủ bên nhà người thứ ba và xem gia đình người thứ ba như là gia đình vợ hai của anh ta. Cái chuyện này là chuyện công bố, cả làng biết rồi, em còn đi đánh ghen làm xấu mặt anh ta làm gì? Cái chuyện này anh biết rồi mà chứ đâu phải là người ta không biết đâu. Cái vấn đề ở đây là em đang cảm giác như em là cái người bị giật chồng. Em là người không có tình cảm nên em mới phải đi kiếm người thứ ba chứ nếu mà em được chồng em yêu thương em đâu có đi kiếm người thứ ba làm chi đúng không mà em phải nên biết rằng cái người thứ ba kia là người ta biết thừa là em là một nách ba con chồng em đang yêu họ họ đâu có xem em là cái gì đâu họ đâu có sợ em đâu bây giờ em đi kiếm người ta rồi em nói gì với người ta em nói là chị bỏ chồng tôi đi thế là cái người thứ ba kia người ta khoanh tay người ta dạ vâng ngày mai em bỏ chồng chị hay sao người ta sẽ không làm như thế đó Người ta biết thừa là em yếu thế, yếu cơ hơn người ta, ta chẳng thèm đấu với em rồi, em đi đấu với họ, em chỉ thêm nhục thôi. Em thêm mắc cỡ thôi. Tại vì cái người thứ ba đã nói thẳng với em luôn á, tôi biết chắc luôn á, người thứ ba sẽ nói thẳng với em luôn á. Chị ơi, chị nên nhớ là chồng chị có xe máy, chồng chị có chân, chồng chị tự tới đây chứ tôi không kéo cổ chồng chị đi. Giờ chị về chị giữ chồng chị đi. Còn chị làm sao cho anh đừng chạy qua đây ha? Cái việc của chị là giữ chân chồng ở nhà Chứ không phải là chạy đến nhà tôi đòi chồng chị Tôi không có đòi chồng chị Còn cái vấn đề nếu mà chị cảm thấy chị chịu không được á, Chị ly hôn thì chị cứ ly hôn đi đó Với những cái đứa Mà nó sắc sảo Nó muốn chọc điên em á, Nó muốn cho em bỏ chồng nó sẽ nói như vậy Và tính của em mà đã bị ức Bị tức Rồi lại còn bị người ta nói như vậy là em đùng đùng về em bỏ Em ly hôn thì em mất chồng Người ta được chồng thế thôi Bây giờ Ai là cái người cần chồng? Cô ta cần chồng hay em cần chồng? Nếu em cần chồng thì em đang có chồng. Nếu em bỏ chồng thì cô ta được danh chính ngôn thuận luôn. Còn em á thì nếu em xác định em là cái người mà không chấp nhận cái sai, em là người có khả năng làm lại cuộc đời một lần nữa, em sống có cái 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 sức mạnh của em và em là cái kiểu người phụ nữ không muốn cái sai chiếm ngược em thì em bỏ chồng. Chứ bây giờ em nói là em ức quá Em chịu không nổi Mà em lại vì con để lung tung lắm Tóm lại nếu em vì con thì em im miệng để sống Em sống một thời gian cho nó Lắng qua cái cơn sóng gió là đi Nếu người ta sống với nhau mà người ta không hạnh phúc Thì người ta về với em Coi như em ở trong cái thế là Người ta bỏ nhau thì Em đón chồng em về Chồng em chán người thứ ba thì chồng em về với em Còn nếu em không cam tâm tình nguyện được á Thì chồng em nói rồi đó giờ chồng em á là yêu cả hai người phụ nữ không bỏ được ai ai bỏ anh ta thì anh ta ở nếu em bỏ chồng em thì chồng em cũng ở rồi một mình em ôm ba đứa con hoặc là em giao ba đứa con nó cho chồng em rồi em lo cuộc sống của em thì trong bất cứ mọi sự lựa chọn nào cũng đều không có hoàn hảo và chẳng bao giờ được như ý em hết giờ túm lại em cần cái gì em cần gia đình của em em cần con em em cần chồng em thì em cứ sống như hiện tại là em có tất cả em chỉ là làm sao cho em bớt ghen em bớt suy nghĩ đến người thứ ba em bớt rình rập người thứ ba em bớt để ý đến người thứ ba em bớt yêu chồng em là em sống khỏe em cứ sống như vậy trong một cái trạng thái lơ lơ lẩn lẩn thôi tại vì sao tại vì chồng em lúc này không còn là chồng em nữa bởi vì anh ta bây giờ đã trở thành cái người mà xe ra rồi chia sẻ em là cái người phụ nữ chia sẻ với người đàn ông cho một người đàn bà khác anh ta là cái kiểu người đàn ông dùng chung cho hai bà là bà rồi ở với một cái cuộc sống mà chia sẻ chồng như vậy á em chỉ không có ghen là em sống khỏe còn nếu em ghen là chắc chắn là em vừa tổn hại đến sức khỏe của mình em không giữ được chồng mà suốt ngày em cứ phải đi ghen tuông tại vì em đang có cảm giác em không được yêu em đánh mất người chồng em bị cướp chồng em bị giật chồng con người thứ ba là con đáng ghét con người thứ ba là con cướp chồng nhưng mà thực tế là giữa em và chồng em á nó không còn tình cảm còn nếu bây giờ người thứ ba không còn nữa, nữa mà chồng em cũng không yêu em nữa thì sao? Hoặc là không có người thứ ba đó thì chồng em yêu người thứ ba khác, người thứ tư, thứ năm, thứ sáu chẳng hạn. Thì điều đó chứng tỏ rằng giữa em và chồng em không còn tình cảm với nhau nữa. Bây giờ trong cái tình huống của em, chọn vẹn cách nào để cho em bớt đau khổ nhất? Đó chính là em bớt yêu chồng em. Này. Em làm sao để em có thể nhận ra rằng giữa em và chồng em là hai thế giới? Bây giờ chồng em á không bỏ em. Bởi vì sao? Vì anh em là vợ anh ta, vì em đang nuôi ba đứa con. Đó. Bây giờ em cứ quẩn quanh ở trong cái bếp, không có thay đổi bản thân. Rồi em cái gì cũng thua chồng, em rồi thua cả người thứ ba nữa nên là chồng em bắt đầu có cái suy nghĩ so sánh. Bây giờ em đã suy nghĩ như vậy. Thì cái cái tư duy mà xây dựng hôn nhân của em á, là cái gì nguyên nhân chồng em bỏ em có phải là bởi vì tiền hay không bởi vì người thứ ba có vẻ cái gì cũng hơn em hết Vậy thì đứng trước cái sự cám dỗ uh, người thứ ba tốt đẹp hơn em quá nhiều đi thì người đàn ông có phải là lấy em rồi anh ta cảm thác như là chưa bao giờ cảm thấy đầy đủ bên cạnh em sống với em là vừa bế tắc vừa nghèo vừa khổ vừa không hiểu điều biết chuyện đến với một người thứ ba thì người thứ ba cho anh ta rất nhiều thứ thế nên là anh ta sẽ dễ lay động với người thứ ba đó bây giờ trong cái tình huống này thì em làm sao bớt yêu chồng tập trung vào bản thân để làm cho mình có thể kiếm ra được đồng tiền và khả năng cao là chồng em sẽ có con với người thứ ba đó vì em vẫn luôn cho rằng họ đang cố gắng để có con với nhau chồng em ngoại tình một cách công khai và muốn có con riêng với người thứ ba mặc nhiên là anh ta không coi trọng cái cảm xúc của em nếu em cảm thấy uất ức nếu em cảm thấy không cam tâm vậy thì em có đủ dũng khí để mà bỏ chồng hay không hay là em sẽ chấp nhận cái việc mà chồng làm cho mình tổn thương như vậy mình chữa lành cái nỗi đau của mình để mình xem như đây là một cái phép tu có nghĩa là rất là nhiều cái video trên mạng dạy đó là đang chịu khổ tức là đang trả nghiệp em có chấp nhận cái cách trả nghiệp như mọi cái video vẫn đang nói hay không còn em đừng có đặt ra câu hỏi là em có nên ly hôn hay không mà em cần gì trong cái cuộc hôn nhân của em còn em đừng có giao cái câu hỏi cái cuộc đời của em cho một người tư vấn như tôi nếu mà em giao cuộc đời của em cho tôi là tôi xong rồi đó tôi có cách giải quyết khác em em hiểu không thế này tính cách của tôi và tính cách của em nó khác nhau nếu em hỏi tôi làm gì thì tôi sẽ bỏ chồng liền Tôi sẽ chọn cách bỏ để, Bởi vì tôi không có chấp nhận cái cuộc sống như vậy Còn em có chấp nhận hay không Đó Cái vấn đề ở đây là em có một ông chồng như thế Em có chấp nhận cuộc sống như thế hay không Còn em đừng có hỏi là Với chị hoặc là theo chị Em nên làm như thế nào cái Cuộc sống hôn nhân của em là em quyết định Em có chấp nhận được điều đó hay không Một là em để Ba đứa con cho anh ta nuôi Ly hôn còn hai là em sống như vậy sống với ba đứa con để anh ta nuôi mấy mẹ con em như hiện tại thứ ba là em không bỏ chồng bởi vì em cũng không có khả năng bỏ chồng em sợ bỏ chồng em sợ bỏ vì em không thể sống nổi nếu không có chồng nếu mà như vậy thì em cứ chấp nhận cuộc sống như vậy đi cho dù người thứ ba có con thì người thứ ba nuôi con người thứ ba có thế thôi còn thêm một cách thứ tư nữa là cho dù anh ta có con với người thứ ba đi chăng nữa thì em không bỏ chồng em chồng em cũng không bỏ em thì cuộc sống nó cứ như thế còn nếu mà anh ta nghe lời người thứ ba thì anh ta sẽ đơn phương ly hôn với em em sẽ đợi đến cái ngày mà chồng em tự bỏ em chẳng hạn vì cơ bản á là mọi vấn đề đều sẽ có cái cách giải quyết riêng của nó riêng em á cần điều chỉnh lại chính bản thân mình bằng cách là tạo thêm thu nhập cho chính em tôi nói với em về nè con nhà nghèo thường đưa mình vào những cái hoàn cảnh có ý chí hơn người em á thì có muốn thay đổi bản thân mình hay không? Và em nên thay đổi bằng cách nào? Bây giờ chồng ngoại tình như thế, em không chấp nhận được. Em lại không muốn ly hôn, mà em lại bồng con em về bên ngoài, em làm khổ má em. Rồi bên ngoài nhà em thêm mang tai tiếng. Em ở bên nhà chồng, thì nguyên cái xóm này đã biết là chồng em ngoại tình rồi. Giờ em mang một đứa con hoặc hai ba đứa con về quê thì để làm gì? để cho ba má em thêm khổ tốt nhất là em nên giải quyết trong cái phạm vi mà em tự chịu trách nhiệm đi đừng có lôi ba má em vô cho ông bà tội thêm ông bà già rồi em đừng có bắt cha mẹ của em phải nuôi thêm con em hoặc là nhìn thấy em là thấy bế tắc tuy rằng là cha mẹ em có thể thương em chấp nhận em quay về thì em cũng nên hỏi ý kiến cha mẹ em trước khi em tự lôi con em về mà tôi nói em nghe là khi mà em giận chồng mà em bỏ nhà ra đi á khả năng em quay lại với cái ngôi nhà đó rất là khó em nhé thế nên là phải chín chắn em phải biết em cần cái gì nếu mà em cảm thấy em vì con thì em đừng có vì ghen tuông mà em hành xử những cái cách hoàn toàn sai như là bỏ nhà ra đi hoặc quay về nhà mẹ một thời gian như vậy là không tốt em nhé đây là cái phần tôi tư vấn dành cho em mong rằng em thật sự bình tĩnh và hãy quay trở lại với tôi nếu em còn chưa thông thoáng về cái vấn đề ghen tuông bớt ghen tuông bớt yêu chồng sẽ là cái con đường giải thoát cho em trong hôn nhân đang ở một cái giai đoạn khó khăn và bế tắc em nhé rất là cảm ơn em đã chọn tôi là người tư vấn rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi